Rồi thì Đại xin chào toàn thể tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh ha. Thì video này Đại cũng sẽ lên cho mọi người tiếp thêm một con nữa là TL261 nha mọi người. Đó là 26cc, nòng bê tông của nó là 33 ly nha. Rồi thì hôm trước có thì Đại cũng có lên một con, thì là Đại bán khuyến mãi nha. Thì khuyến mãi thật sự cái giá đó là cái giá sút quần nha mọi người. Đó, mọi người đừng có ra vô trả giá mà cứ đòi định cái giá đó mà để mà gọi là bán cho mọi người giá đó, thật mọi người cũng phải thông cảm nha. Thật sự là máy này đã lấy rất là cao nha, đã làm hàng tiễn nó nên cái giá máy nó cao lắm. Thật sự thì nếu mọi người không tin thì cứ đi qua kênh của những anh em mà làm hàng tiễn, mọi người cứ hỏi giá đi, mọi người sẽ biết đó. Rồi thì thôi, thì hôm nay thì Đại cũng lên thêm một con tên là 261 nha. Thì con này thì Đại cũng sẽ là khuyến mãi nha, một con nữa thôi nha. Chứ nhiều quá chết Đại à mọi người, tại vì thật sự cũng còn chén cơm manh áo sửa tả cho con nữa. Rồi thì con này Đại sẽ bán với giá thì Đại sẽ không nói nữa nha, thì nói lên cứ mọi người vô ép giá hoài. Rồi thì Đại vẫn nói trên đây là con này sẽ Đại sẽ bán khuyến mãi nha. Rồi thì muốn giá cả thì mọi người cứ alo trực tiếp cho Đại nha. Thì con này có một cái là nó gì, nó bị bể bình xăng nè, nó bể bình xăng lớn nè, còn cái bình xăng nó đẹp mà bể nè. Rồi vậy thôi, bình xăng là thay mới nha. Thì con này nòng bạc bê tông của nó thì nó không có thua kia đâu mọi người, thì mọi người xem là lóc có đóng dao bằng ha. Đó thì con này được một cái là trợ lực nha, giật trợ lực nè, chế van rồ hai kim nè, le đỏ tự động nè đó. Rồi thì khi mọi người mua máy thì Đại sẽ bao ship cho mọi người nha, bảo hành máy 1 năm nữa 3 tháng. Thì tặng kèm đó là tặng kèm cho mọi người là 5 món ha, như bình thường thôi. Thì là một cái sợi dây đeo zin, một cái tiếp bảo bugi, một cái bugi bãi nè, bugi bãi thì Đại đã mua có rồi, một cái bugi bãi NGK nha. Đó rồi một cái bắt cước nè, cuối cùng là một cái lưỡi dao loại xịn ha, loại dài 1,5 ly nha. Rồi thì Đại quay chi tiết rồi xong mình tí Đại cũng sẽ mở bô cho mọi người xem. Đây mọi người xem nè, máy rất là đẹp nha. Thì máy móc bô thì nó hơi sát nè, nhưng mà ở trong thì nó tí để cho mọi người xem. Nòng bọng là nguyên zin nha, không có bung gì hết nè. Đó máy lại làm lúc nào cũng vậy, ở ngoài có thể nó không được đẹp nhưng mà bên trong là rất đẹp nha, bắt buộc là phải đẹp nha, tại vì đã làm hàng tiễn mà nè. Mọi người coi tâm má nè, đó hiện đây nó có bị chóc rồi chút nha. Đó, còn lại là nguyên zin hết, TL261 nha, số series là 146061 nha. Rồi tôm nè, tôm đỏ chót luôn, tay điểm mà điểm zin luôn nha, rồi móc dây đeo zin luôn, tay lái nè, tay lái là nguyên zin của nó luôn đó, tay ga chết nha mọi người. Rồi cần ca giắc luôn nha, đây đó ca giắc luôn, cần cần nổi tiếng rồi, mọi người cũng biết rất nhiều rồi. Đây rồi thì chắn cỏ là chắn cỏ zin luôn nè mọi người, mọi người xem đầu bò nè, đó đầu bò là nguyên zin nha. Đó đây đó, bò nguyên zin của nó, có cái chén úp ngược để chống quấn cỏ nè, ở dưới này thì có thêm một cái chống mòn ốc nha. Đó cùi bỏng khít cháy luôn nha, rất khít nha mọi người, không có gờ lắc gì hết ha. Đó nói chung thì như sợ những con này nè mọi người, nếu mà không bể bình xăng cái giá nó rất là cao mọi người. Đó, nên thì thôi nó cũng về thì thôi, nó cũng bể bình xăng thì thật sự thì nó bể bình xăng, nhưng mà để thấy nó nồng nó đẹp, tại vì để mua thì lúc nào cũng vậy mọi người, phải kiểm bô ok lại mới nhận ha, mới lấy mới chốt đó. Nên thành ra có thể những có những cái ở ngoài nó xấu nhưng mà bù lại ở trong nó rất là đẹp nha mọi người. Chứ mọi người đừng có quan trọng cái hình thức bên ngoài quá nha, thì nói chung mà ở ngoài nó đánh vào con mắt mình vậy thôi, mà cái quan trọng nhất thì Đại làm á, thì Đại cần cái máy móc ở trong nồng kia nội tạng của nó thì phải chỉnh zin ha, ok này kia đầu mới bán được. Đấy, thì nó bị chóc nè đó. Rồi thôi không chờ để mọi người chờ lâu nữa thì cũng sẽ mở bô để cho mọi người xem ha. Thì mấy cái đó, mấy cái bô nè, nó thật sự lại cạo lại sơn lại cái một à, đó lại sơn xong giờ Đại quay cả lút vậy đó, Đại quay không chi tiết thì mọi người cũng không biết đâu nha. Đó thì đơn giản thôi, mua bán mà. Rồi mọi người xem nè, cái cùi nè, thấy cái tiền cùi xong chưa, hai cái nè còn rất là đẹp nha. Rồi để Đại tắt rồi Đại mở cái đèn led lên để quay cho nó sáng hơn nha mọi người. Đây, đây mọi người xem đây,
máy móc còn nguyên zin, mở nha, bê tông nè, đó. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, mọi người nghĩ đi, rồi máy như vậy đó rồi mọi người lấy không? Đó. Đây nè, không có sọc xước gì hết nha. Đó. Khi mà đổ xăng vô mình chạy nó văng này ra nè mọi người. Bây giờ bỏ lâu quá bãi nó phải đóng khói rồi, nó đóng nhớt là chuyện bình thường ha. Nè, đồng bạc bích tông nè, gịch luôn thấy không? Không có xước gì luôn nha mọi người. Đó, mình thấy chưa, rất là đẹp ha. Thôi thôi để Đại gáp lại rồi Đại cũng test nổ nha. Đâu phải cái gì mà ở ngoài nó đẹp là ở trong nó đẹp đâu mọi người. Đấy, thật sự luôn á. Nhưng mà cái đẹp thì lúc nào nó cũng đánh cho con mắt mình hơn mọi người. Cái đẹp ở bên ngoài lúc nào nó cũng đánh cho con mắt mình hơn. Con này là giá khuyến mãi nha, nhưng mà Đại sẽ không báo nha. Vô mọi người cứ đòi giá đó hoài, tội nghiệp Đại mọi người. Rồi Đại test nổ ha. Nói chung là Đại thôi để luôn rồi. Đây tôi nguyên zin luôn nha, nguyên zin của nó luôn, đầu thao luôn nè, đầu đồng luôn nè. Đó. Rồi đây giật phơi cho mọi người nha. Ôi nhà dây là trắng tinh luôn rồi mọi người thấy chưa. Đó thôi à, rất là chắc nha. Lại không có về số lượng hàng trăm hàng ngàn nên là cái giá thì mọi người cũng thông cảm nha, mong mọi người hiểu ha. Rồi kéo nó chạy luôn à. Ấm nha, máy móc thì không có sao. Rất là im. Máy này đã không có xịt bóng nha mọi người, đã là máy là không có bóng nha. Nè, cứ bơm zin còn luôn nè. Nè mọi người thấy nè, rất là đẹp luôn. Và ngính luôn nè. Đó, cũng chưa có chỉnh luôn nha mọi người, chưa có chỉnh lại luôn nha. Đó. Mọi người nghe nó không có bóc. Vô tải nó không có đủ xăng. Rồi thì video đây cũng xin kết thúc ở đây nha mọi người. Thì chào mọi người và hẹn tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo ha.